Hello mọi người, hôm nay mình sẽ có một cái thử thách để thách đố anh An, đó là mình sẽ đưa anh An một cái ly nước và một cái thẻ ngân hàng, thì trong đó chắc có tầm 10 số 0 đó mọi người. Đấy, rất là dữ dằn luôn. Thì hôm nay anh có chấp nhận thử thách này không ạ? Ok em. Rồi, vậy thì đầu tiên anh hãy đặt cái tấm thẻ này ở giữa cái ly được em, giùm anh được không ạ? Wow, quá đơn giản, thử thách đầu tiên quá đơn giản. Thử thách thứ hai nha mọi người. Đây là một cái viên đồng xu đi. Đấy, anh hãy đặt phía mép của tấm thẻ làm sao cho nó cân bằng, được chưa? Phía mép ngoài nha. Đấy, mời anh. Nó phải mép ngoài luôn anh. Đây, đúng rồi. Nhưng mà không được di chuyển tấm thẻ phải ở nguyên vị trí giữa cũ. Rồi, anh thả tay ra được rồi. Nó thì là không được rồi. Có nhỉ? Em gợi ý anh là anh có thể sử dụng nước nha. Rồi, anh suy nghĩ thử coi. Nước hả? Đúng rồi, nước. Rồi, anh thử đi. Được nè. Wow, thấy tuyệt vời không nào? Đó, tấm thẻ vẫn ở giữa. Đấy. Đó là do cái bề mặt nước và tấm thẻ nó đã liên kết với nhau rồi. Đó. Vậy là anh An đã hoàn thành được thử thách này rồi. Bây giờ mình sẽ gửi tặng anh An một cái tấm thẻ mà cỡ chục con số 0 cho này nha các bạn. Rất là nhiều số 0 cho này luôn rồi. Em gửi tặng anh ạ. Các bạn có thể ở nhà thực hiện thử thách này cũng được. Ok, bye bye.